Hello, em Toàn xin chào tất cả mọi người nhá. Mọi người ơi, cho em gửi một lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả mọi người nhá. Hôm nay em có một chiếc ấm siêu to khổng lồ đây mọi người ơi. Ấm no hạnh phúc. Các bác nào sưu tầm được chiếc ấm này thì là gia đình ấm no hạnh phúc. Vừa no vừa hạnh phúc luôn. Đây, mời tất cả các bác chiêm ngưỡng một em ấm siêu to khổng lồ luôn. Một cái vòi nó đây mọi người. Đó. Đây để em cho ra đây, vừa nãy nó không được vào màn hình. Em kéo nó xa một chút. Đây nhá, mời tất cả các bác xem nhá. Đây, nó có hai bức tranh chính này, rất là đẹp luôn. Đây là có ba con hạc và hoa anh đào, rất là đẹp. Ở những cái viền này toàn bộ vẽ vàng nha các bác nhá. Quai nữa này. Đấy, mời các bác xem này. Hai quai nó vẽ vàng luôn. Đây, quai nó to bằng ngón tay em luôn. Đấy, chiếc ấm này khá là to luôn, họa tiết vẽ tay. Đây là cũng vẽ con hạc này mọi người, rất là đẹp luôn. Ở những cái chỗ này nó vết bẩn không sao. Đây là con lân này, toàn bộ là vẽ nổi khối hết lên nhé các bác nhé. Chiếc này là vẽ nổi khối lên nhé, không phải là vẽ chìm xuống nhé mọi người nhé. Vẽ nổi khối lên rất là đẹp luôn. Mời các bác xem nguyên cái nắp của nó đã quá là yêu rồi. Vẽ vàng khá là nhiều luôn. Quá là chất lượng luôn các bác. Đây, mời các bác chiêm ngưỡng cái nắp của nó. Đây này, trên này là cái núm này vẽ vàng này. Đấy, tình trạng là chiếc ấm này vẫn còn lành tít nhá mọi người nhá. Rất là đẹp luôn. Đây. Đấy, nó có một cái lỗ đây. Lỗ, có một cái lỗ đây nhá mọi người nhá. Ấm là phải có lỗ rồi. Đấy, đẹp chưa? Bên trong này rất là đẹp luôn. Để em xin phép em cho các bác xem ở bên trong đã. Ở trên này là nó bằng cái dây nhé mọi người nhé, lọc bằng gốm nhé mọi người nhé, nặng quá. Đây các bác nhìn bên trong này, đó hơi bẩn một chút đấy, các bác nhìn thấy chưa, lọc bằng gốm này, viền này vẽ vàng này, cái tai nó này các bác này thấy chưa, tai cũng vẽ vàng quá là đẹp luôn. Ui, quá là chất luôn. Đây mà các bác chiêm ngưỡng cái vòi của nó. Ui, cái vòi nó vẽ vàng đẹp chưa các bác ơi. Đẹp chưa các bác. Quá là tuyệt vời luôn em. Không biết diễn tả như nào nữa. Sướng sưu tầm được em này về. Lên video cũng vui mọi người ạ. Đấy, sưu tầm được những em này nó rất là độc luôn. Hàng quá là độc luôn các bác. Ấm nhỏ em không nói, nhưng mà những cái chiếc ấm size to như này không phải là chuyện đơn giản nha các bác nhé. Đây này, các bác xem cái vòi của nó này. Đấy, đây cái chỗ này này, bằng bàn tay em luôn. Ý, phê chưa? Rồi em xin phép là em đo luôn. Đo luôn cái miệng của nó xem bao nhiêu nào. Cái miệng của nó là 18,5 nhé mọi người nhé. Miệng nó to chưa? 18,5 luôn. Đấy, em đặt lên em đo chiều cao xem, mà chiều qua em đo đến cái nắp này thôi nhé mọi người nhé. Chiều cao nó to quá, phê quá. Những cái bình thì em không nói nha các bạn nhé, những cái bình thì tìm rất dễ, nhưng mà riêng cái ấm với size lớn này tìm cực kỳ khó luôn các bạn. Nó cao khoảng 40 nhé mọi người nhé. Như này, em nhìn như này nó vào khoảng 40, cao khoảng 40. Đây, em cho các bác xem cái miệng vòi của nó này. Miệng vòi của nó này. Ấy, gần lên đến 6 luôn. 5,8. Quá là đẹp luôn. Chiều ngang của nó nhỏ hơn một chút đấy. Chiều ngang là 5,2. Rất là đẹp luôn. Để em đo cái vòng bụng của nó xem nào. Đẹp quá. Mọi người 112 nhé mọi người nhé. Nếu mà em đo ra cái đầu vòi kia là 112 này mọi người này. Đấy, 112 luôn. Rất là to luôn. Quá là tuyệt vời. Các bác nào mà ưng ý chiếc này cứ liên hệ em Toàn qua số điện thoại Zalo là 0962 919668. Em Toàn sẽ ship về cho các bác nhé. Một em hàng quá khó tìm luôn. Đấy, em cho các bác xem cái chuyện của nó. Em này là của Imali nhé mọi người nhé. Đây, chữ ký đây. Imali. Quá là chất luôn. Hàng quá là khó tìm đây các bác xem này. Đây là một cái vàng này.
Đây này, hạt vẽ nổi khối hết lên này. Đấy. Đây nhá, cái chú lân chiêu tài này cũng thế nhá, vẽ nổi hết lên nhá mọi người nhá. Đây cái chỗ này là nó bị vết bẩn nhá. Đấy, em cạo đi này. Con này thì lành tít, chưa bị vấn đề gì luôn. Em về em lấy về còn chưa lau chùi gì luôn, chưa cọ rửa gì luôn, còn nguyên, để nguyên như này để lên video của mọi người. Đây, để em quay một lần nữa các bác xem cái họa tiết của nó nhá. Cái bộ ấm siêu to, cái ấm siêu to này thì để cho bà Tân Vlog làm video một ấm trà siêu to khổng lồ, phải không các bác? Quá là tuyệt vời luôn. Đấy, các bác thấy chưa, họa tiết nó quá là tuyệt vời luôn, là còn vẽ nổi khối lên, vẽ vàng rất là nhiều luôn. Đây cái nền này cũng nền vẽ vàng luôn này mọi người. Đấy, cái qua này cũng vàng này, nguyên chưa bị vấn đề gì luôn, lành tít luôn, quá là đẹp luôn. Đấy, thấy chưa, để em tháo máy quay ra em quay sát lại cho các bác xem một chút nữa nhá. Đây, mời các bác xem này. Thấy chưa, phê chưa. Úi, một cái ấm cũng là quá là phê luôn. Bình kiếm dễ, ấm kiếm quá khó luôn các bạn. Em đi sưu tầm bao nhiêu lâu hôm nay mới gặp được chiếc ấm siêu to này. Đấy, các bác thấy chưa? Phê chưa? À, các bác nào mà ưng ý thì cứ liên hệ em Toàn qua số điện thoại Zalo nhá. 0962 949 668. Em Toàn sẽ ship về cho mọi người. Đây cũng có những cái chú hạc này. Đấy, đây trên này. Cái dây này bằng cái dây rừng này. Cái dây này em nghĩ là nếu mà bác nào chơi ấy, cái màu này nó không được đẹp lắm. Nhưng nó nguyên bản thì các bác chơi nguyên bản. Còn nếu mà không ấy, các bác ở Việt Nam mình có mây, các bác bỏ cái này ra, các bác nhờ người ta kết mây vào. Cái mây của nó không mây màu nó đẹp. Thì lên cái dáng này rất là đẹp luôn. Nhưng vì ở bên Nhật này nó không có mây, người ta làm bằng cái này em thấy là nó cũng hơi tối màu các bác ạ. Theo em là các bác nên làm bằng mây. À, mây nó mới chất. Thôi, em Toàn xin phép kết thúc video đây. Mọi người nếu mà ưng ý thì mọi người cứ liên hệ với em nhé. Thôi, em Toàn xin chào tất cả mọi người.